Kính chào quý vị khán giả của BBTV. Thưa quý vị, ai sinh ra trên đời mà không mong muốn mình được hạnh phúc? Mơ ước ấy, tình cảm ấy thì không phân biệt lứa tuổi, giới tính, màu da, sắc tộc hay là khoảng cách địa lý. Nhưng mỗi người chúng ta lại có một suy nghĩ riêng về hạnh phúc, dù đôi khi chính bản thân mình chưa cắt nghĩa thành công hai chữ hạnh phúc. Vì sao lại như thế? Và trên con tàu của cuộc đời thì liệu có ai biết chính xác hạnh phúc nằm ở vị trí toa tàu nào? Và làm thế nào chúng ta có thể với tay chạm lấy hạnh phúc? Khánh Diễm đặt một loạt câu hỏi đó là bởi vì chúng ta hôm nay sẽ đi tìm câu trả lời cùng với các vị khách mời của chương trình hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Vũ Thị Lan Anh. Chị Nguyễn Thị Hương, chủ nhiệm câu lạc bộ gia đình người khuyết tật thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Và chị Nguyễn Thị Ngoan, chủ nhiệm câu lạc bộ Những Trái Tim Ấm, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Trước tiên thì Khánh Diễm xin được cảm ơn ba vị khách mời đã dành thời gian quý báu đến phim trường của BBTV và tham gia trò chuyện cùng một chủ đề rất là dễ thương của BBTV ngày hôm nay, đó là hạnh phúc là gì ạ. Vâng, thưa quý vị, hạnh phúc thì mỗi người mỗi khác như thế nào? Chúng ta cùng theo dõi qua phóng sự ngắn sau. Thế nào là hạnh phúc? Với một người đang chật vật mưu sinh thì hạnh phúc đơn giản chỉ là kiếm đủ tiền để có một bữa ăn no. Nhưng với một doanh nhân thì hạnh phúc là vượt lên chính mình, thành công với con đường mình lựa chọn. Hạnh phúc là khi người bệnh được bàn tay bác sĩ níu giữ qua cơn nguy cấp. Với người đang yêu, hạnh phúc là khi được đáp lại, được lắng nghe, được chia sẻ buồn vui cuộc sống. Cũng là hạnh phúc khi yêu, nhưng có thể là đơn phương nhìn người mình yêu được hạnh phúc. Có người từng hỏi, hạnh phúc là một quá trình hay là một thời điểm? Có lẽ hạnh phúc vừa là một quá trình, vừa là một thời điểm. Nếu một thời điểm, bởi lẽ hạnh phúc là một loại cảm xúc mà bản thân chúng ta có khi bị tác động từ các yếu tố, các sự kiện xảy ra trong cuộc đời. Là một quá trình, bởi chúng ta mất rất nhiều thời gian tâm sức để có thể đạt được. Vâng, chúng ta vừa theo dõi một clip ngắn. Chắc chắn là ngay lúc này mỗi vị khách mời của chúng ta cũng sẽ có những câu trả lời riêng của mình về hạnh phúc của mình là gì, đúng không ạ? Xin được mời chị Nguyễn Thị Hương ạ. Xin chào khán giả VTV và khán giả đang xem đài truyền hình. Nói về đến từ hạnh phúc thì nó rất là muôn màu muôn vẻ và nó rộng lớn lắm. Nhưng mà để mà mình hiểu được cái hạnh phúc như thế nào thì mình phải biết được sự hài lòng của những cái gì mà mình đang có, và mình đưa ra những cái gì mà mục đích của mình đã đạt được thì đó là cũng điều hạnh phúc. Và cái thứ hai nữa về hạnh phúc, thí dụ mình chia sẻ một cái gì đó, một điều gì đó mình đang có, mình chia sẻ cho những người khác, người ta khó hơn, hoặc là có một điều gì, niềm vui gì đó mình chia sẻ cho mọi người thì mình cảm thấy điều đó cũng là hạnh phúc. Như là những em bé mà bây giờ đang khó khăn ở miền vùng sâu vùng xa, những em đó cũng ao ước là mình có một cái chỗ để vui chơi, thì cũng là những người tạo ra cái mục đích đó, họ cũng cảm thấy là hạnh phúc, đã đưa được cái niềm cho đến trẻ em vùng cao vùng xa. Thì nếu mà về nói về hạnh phúc thì nó nhiều lắm, bao la lắm. Nhưng mà nếu mà cảm thấy mình cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có và mình làm được những cái điều gì tốt đẹp cho mọi người, đó là điều hạnh phúc. Một suy nghĩ rất là tuyệt vời, và thực sự trong từng câu chữ của chị Hương chia sẻ thì Khánh Diễm thấu cảm được rất là nhiều, bởi vì chị là người chủ nhiệm một câu lạc bộ người khuyết tật thì chắc chắn cái việc mà mình lan tỏa cái niềm tin, cái động lực trong cuộc sống đó là hạnh phúc của chị, đúng không ạ? Còn với chị Ngoan ạ, chị là một người rất là tâm huyết với câu lạc bộ Những Trái Tim Ấm của thành phố Đồng Xoài ạ. Xin chào quý vị khán giả, chào MC Khánh Diễm và chào hai người khách cùng. Đối với bản thân của tôi ấy, thì khi nghe tới hạnh phúc ấy, thì nó là hai cái từ rất là trừu tượng. Trừu tượng và cảm xúc rất là nhiều. Nhưng mà thực tế thì nó rất là đơn giản mà chúng ta có thể chạm đến nó được. Nó chỉ là hạnh phúc, nó là một cái niềm vui trong công việc.
Ví dụ mỗi ngày mình có rất là nhiều công việc, mà trong mỗi cái công việc đó, trong từng khoảnh khắc thì mình đều tìm được cái thành công trong công việc, thì mình đều gọi đó là niềm vui. Và khi chúng ta có niềm vui thì đó gọi là hạnh phúc. Từ những cái niềm vui nhỏ đó, những hạnh phúc nhỏ nhỏ đó chúng ta nhân đôi lên, thì đối với bản thân mình thì ngày nào cũng hạnh phúc. Mà hạnh phúc ấy, thì nó rất đơn giản. Một cái nụ cười với người thân mỗi ngày, một cái sự cho đi, một sự cho đi. Ví dụ như bản thân tôi thì bên cái vấn đề thiện nguyện thì rất là nhiều, kể ra thì nó nhiều lắm. Nhưng hiện tại thì tôi đang là rất là hạnh phúc và cảm xúc với một cái việc là gói mì yêu thương tại Nam Trà My. Thì chúng tôi đã, tôi đã kêu gọi và quyên góp gói mì cho các con ở những cái vùng sâu xa của Nam Trà My đó. Là sáng ngày ra là các con sẽ có một gói mì hoặc là một gói cháo để trước khi bước vào lớp về các con. Thì đó là những cái mà tôi gọi đó là hạnh phúc mà rất vô cùng lớn lao. Mà thực sự ra thì cái việc làm nó vô cùng là bình thường thôi. Gói mì thì nó rất là nhỏ nhưng nó mang đến cái niềm vui cho tôi. Không, mà tôi không phải là nói, nhưng mà chắc có lẽ là quý khán giả và MC và mọi người ở đây cũng thấy như thế. Cái niềm hạnh phúc nó rất là gần chúng ta với được mỗi ngày. Gói mì, gói cháo đối với ở đây chúng ta thì rất là bình thường. Đúng đối rồi. Với các trẻ em, nhưng mà với các bé ở Nam Trà My như là chị Ngoan vừa chia sẻ, Khánh Diễm nghĩ đó cũng là một cái hạnh phúc rất lớn với các bé. Hai chủ nhiệm câu lạc bộ nhưng có hai quan điểm hoàn toàn khác nhau. Thạc sĩ Vũ Thị Lan Anh thì cũng đã nghe chia sẻ từ đầu, không biết quan điểm của thạc sĩ như thế nào ạ? Xin chào quý vị khán giả, xin chào MC Khánh Diễm, chào hai vị khách mời. Thì chúng ta vừa nghe cái cảm nhận về hạnh phúc của hai chị. Thì dưới góc độ tâm lý học thì hạnh phúc đó chính là trạng thái cảm xúc tích cực của con người khi mà họ đạt được một cái nhu cầu nào đó trong cuộc sống. Và như hai chị đã nói, hạnh phúc không phải là gì đó cao siêu, mà hạnh phúc nó diễn ra trong ngay cuộc sống của chúng ta, do chúng ta cảm nhận nó hàng ngày. Ví dụ như là công việc của chị Ngoan là chị cho đi, chị cảm thấy đó là một cái hạnh phúc khi mà chị làm được những điều việc tốt cho những người xung quanh mình, rồi chị đem lại cái nụ cười, đem lại cái tình yêu cho những người xung quanh mình, cho gia đình mình, cho người thân của mình. Và chị Hương đây cũng vậy. Chị Hương cảm nhận hạnh phúc là chị đạt được những cái điều mà chị mong muốn, và chị cảm nhận những cái việc diễn ra xung quanh chị nó rất là đơn giản. Và chúng ta cảm nhận được nó, chúng ta có thể chiêm nghiệm nó, và chúng ta cũng mong muốn đạt được nó. Vậy thì cái biểu hiện của hạnh phúc là gì, để những người mà vẫn đang loay hoay đi tìm thì có thể là bắt gặp ở đâu đó rồi ạ? Hạnh phúc mà dưới góc độ tâm lý thì đó là những cái cảm xúc tích cực của con người. Nó biểu hiện là cái niềm vui sướng, vui vẻ, thỏa mãn, hài lòng và sự đủ đầy. Đó là những cái biểu hiện bên ngoài. Còn biểu hiện bên trong đó là mình cảm thấy được là mình đang được sống với cuộc sống mà mình mong muốn. Cái biểu hiện nữa là mình cảm nhận rằng là cái hoàn cảnh sống của mình nó rất là tốt đẹp rồi, và cảm thấy là mình đã hoàn thành những cái mục đích mà mình đặt ra. Giống như chị Hương hồi nãy nói là chúng ta thường đặt ra những cái mục đích, mục tiêu mà mình phấn đấu và đạt được. Rồi chúng ta cảm thấy là viên mãn và cảm thấy là cuộc sống của mình có mục đích và ý nghĩa. Đó là cái biểu hiện bên trong. Và cái biểu hiện này á, thì chúng ta muốn có được nó thì nó phải thay đổi cái nhận thức của con người. Những chia sẻ của thạc sĩ Vũ Thị Lan Anh thì Khánh Diễm nghĩ rằng đó là ở góc độ tâm lý và cả góc độ khoa học nữa. Thì không biết là hai vị khách mời của chúng ta hôm nay thì có đồng tình với quan điểm và có ý kiến gì chia sẻ thêm hay không ạ? Xin mời chị Hương ạ. Vâng, thì qua cái ý kiến của tâm lý Nguyễn Thị Lan Anh thì tôi cũng đồng ý theo cái quan điểm của chị Lan Anh. Nhưng mà riêng về cái chia sẻ của tôi thêm thì như bản thân tôi thì cũng là chủ nhiệm câu lạc bộ những người khuyết tật. Khi mà tôi mang đến cái những cái niềm vui cho những người khuyết tật cùng một cái hoàn cảnh như tôi thì
đã mang lại cho họ một cái niềm tin, nghĩa là những bằng những việc làm cụ thể của mình và những cái hành động, những cái việc làm có kết quả để cho họ có một niềm tin với mình, à như chị như vậy chị làm được thì tất nhiên mình cũng sẽ làm theo được. Thì tôi cũng đã tạo được niềm tin cho những người cùng hoàn cảnh trong câu lạc bộ, thì đó là một niềm hạnh phúc nhất của tôi. Vâng, còn với chị Ngoan, Khánh Diễm nghĩ rằng khi mà trực tiếp làm công việc thiện nguyện, chắc chắn chị sẽ cảm nhận được những biểu hiện hạnh phúc của những người mà được nhận lấy cái niềm vui đó, đúng không ạ? Theo mình trên cái con đường mà công tác và con đường thiện nguyện của mình á, thì mình thấy như thế này. Hạnh phúc đối với mình là lòng biết ơn. Khi mình biết ơn tất cả những người xung quanh, những người thân, những người xa lạ và tất cả thiên nhiên xung quanh mình, thì khi có lòng biết ơn trong người mình thì tự nhiên bản thân mình nó sẽ có sống tích cực và tìm được rất là nhiều niềm vui. Mà khi mà nhiều niềm vui đó rồi thì mình sẽ được sự yêu thương của mọi người. Từ cái sự yêu thương mọi người giúp đỡ ấy, rồi là sống tích cực ấy, thì mình cảm thấy đó là một cái hạnh phúc rất là lớn lao, rất là bình thường, những cái việc làm rất bình thường, những cái suy nghĩ rất đổi là dễ thương thôi, ai cũng có thể làm được hết. Tất cả với mình, cây cỏ xung quanh nó cũng rất là dễ thương, biết ơn những cây mà chúng ta nhìn thấy cái gì nó đẹp của nó, cái gì mình cố gắng mình tìm ra cái đẹp trong cái bản thân của mỗi cái đối tượng ngay trước mắt mình, thì cái đó là cái niềm vui và cái hạnh phúc nó đến ngay với mình thôi, không có xa vời đâu hết. Qua chia sẻ của các chị thì Khánh Diễm cảm nhận được một điều. Đối với các chị, hạnh phúc là cho đi, nhưng trong cái sự cho đi đó thì các chị cũng đã nhận lại, đó là mình cảm thấy mình vui, cảm thấy mình hạnh phúc khi được lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Câu lạc bộ gia đình người khuyết tật là cái tên thân thương và là mái nhà chung của các thành viên người khuyết tật ở thị xã Phước Long. Người đứng ra thành lập câu lạc bộ này đó chính là chị Nguyễn Thị Hương, một người với đôi bàn chân khuyết tật từ nhỏ nhưng tràn đầy nghị lực và niềm tin trong cuộc sống. Mỗi người khi đến đây đều có lý do riêng, đặc biệt là những khiếm khuyết về cơ thể. Thế nhưng trọn vẹn và tràn đầy yêu thương chính là những tình cảm mà họ cho đi cũng như nhận được từ khi tham gia vào mái nhà này. Phía trước mình chưa có tham gia, giúp giác sợ lắm. Nói chung bước ra hồi xưa ngồi chầm hõm đi, cứ sợ người ta nhìn, người ta coi mình, không biết sao, đi ra là ngại. Mà từ khi mà tham gia vô câu lạc bộ á, rồi gặp những người có hoàn cảnh như mình á, là mình cảm thấy là bình thường, nó thấy rất là vui. Với câu lạc bộ này thì khác, thông qua các dịp lễ Tết hay đơn giản là những ngày rảnh rỗi, họ lại cùng nhau hẹn hò và truyền cho nhau cảm hứng tuyệt vời trong cuộc sống. Các trò chơi được thiết kế đơn giản phù hợp với điều kiện sức khỏe, hay đơn giản là cùng nhau hát một ca khúc, bản nhạc yêu thích. Từ sự chủ động này mà các sân chơi cũng đa dạng hơn, một phần để xóa đi những mặc cảm đang mang, một phần nữa giúp họ có sự tự tin nhất định khi bước ra ngoài xã hội. Trước đây thì tôi không biết bạn bè gì mấy, nhưng mà vô đây thì có nhiều anh chị em, bạn bè trong này, rồi có gì cũng hỗ trợ cho nhau. Như mình gặp khó khăn gì đó thì chị trưởng nhóm sẽ hỗ trợ hết mình. Có được những điều trên, đa phần các thành viên cho biết họ được tiếp lửa từ chính mái nhà gia đình người khuyết tật. Chính vì thế, tình cảm họ dành cho người đứng đầu như chị Hương là yêu thương và nhiều quý mến. Riêng về cô Hương là chủ nhiệm câu lạc bộ, là người rất chân tình và sốt sắng và rất thương yêu những anh chị em ở trong câu lạc bộ. Cô đã tổ chức rất nhiều buổi gặp mặt liên hoan văn nghệ và thường những ngày giáp Tết thì cô vận động những cái nhà hảo tâm, những cơ quan cho quà để tặng cho những người khuyết tật của chúng tôi. Với mỗi người dân trên địa bàn thành phố Đồng Xoài, hình ảnh chị Nguyễn Thị Ngoan đã trở nên gần gũi và thân thương. Đam mê thiện nguyện, chị đã dành rất nhiều tâm huyết cho các hoạt động của mình, từ những bữa ăn cho bệnh nhân nghèo cho đến những suất cơm cho người lao động sau những buổi cuối ngày, là những lớp học miễn phí dành cho học sinh nghèo cho đến những lớp dạy chữ cho người lớn. Chị dành thời gian nhiều cho hoạt động này với tất cả những niềm yêu thương, bởi hơn hết chị mong muốn mọi người có được cảm giác ấm áp,
hạnh phúc với cuộc sống. Tất cả đều được chị thực hiện một cách bình dị và thầm lặng. Cô ngoan tôi, cô ngoan cô Yến tôi. Cô Yến thì ngày mùa đi vận động, cô ngoan ngày mùa kế hoạch, cô ngoan lên tầng gia đi kêu được. Bà ông chồng ông nói đi, ôi cha cô biết chữ mà mền thì biết chữ mà đáng ra là mền đi tìm cô, nắng nị, ôi cô chắc đang để cô tại tầng gia vận động đi tới. Cả hai chị luôn. Không quản nắng mưa vất vả, chị luôn có mặt và đồng hành cùng nhiều câu lạc bộ, tổ chức hội nhóm để mang yêu thương đến mọi người. Hình ảnh một người phụ nữ với vóc người nhỏ bé nhưng tràn đầy nhiệt huyết năng lượng, cứ thế được lan tỏa, được mọi người yêu thương, quý mến. Vâng, đó là những chia sẻ rất là chân tình và Khánh Diễm nghĩ rằng đây là những chia sẻ từ trái tim, bởi vì họ đã cảm nhận được những điều ấm áp mà các chị đã mang đến. Không biết là các chị sẽ có những cái cách để truyền năng lượng sống tích cực đến cho các thành viên của câu lạc bộ của mình, cũng như là động lực nào để giúp cho các chị kiên trì làm tốt điều đó. Xin mời chị Hương chia sẻ. Nói về truyền cái năng lượng thì nói chung là tại vì cái người cùng cảnh ngộ nó thấu hiểu cho nhau rất là hay, nên là tôi nghĩ được từ nhỏ, tại vì xuất bản thân tôi từ khuyết tật từ nhỏ nên là cảm nhận được cái sự khó khăn hay là cái sự mà gặp không nhiều may mắn trong cuộc sống, thì tôi mới, khi mà tôi đã được có cơ hội hơn là những cái người cùng cảnh ngộ hoặc khó khăn hơn, vì bởi vì mình cũng có cơ hội hơn họ, thì từ cái lúc mà mình được có một cái sự may mắn hơn thì mình muốn truyền lửa lại được cho những người khó khăn hơn mình, để họ có một cái sự vượt qua cái mặc cảm, tự tin vươn lên cuộc sống, để họ hỗ trợ cái bản thân họ được một phần khó khăn để vượt qua cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Thì tôi rất là tự hào vì đã truyền lửa được cho các bạn ấy. Các bác ấy đã từ khi lúc mới vào câu lạc bộ, và các bạn rất là nhút nhát và rất là e dè và mặc cảm, thì mình đã truyền được cho các bạn là mình cũng có thể làm được, nếu mình chọn được đúng năng lực của mình, đúng sở trường của mình thì mình sẽ đi đến thành công. Nên là tôi từ cái điều đó mà tôi rất là tâm đắc là thôi mình sẽ đi. Từ đây về sau mình có cơ hội sẽ truyền lửa cho những bạn không những trong câu lạc bộ mà sẽ những bạn mà yếu thế như mình ở ngoài câu lạc bộ, để họ hòa nhập cộng đồng và có một cơ hội tìm được việc làm phù hợp với bản thân để mình nuôi sống bản thân và bớt đi một phần gánh nặng cho gia đình cũng như xã hội. Từ điều đó là tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Trong cái chia sẻ của chị thì Khánh Diễm cảm thấy ánh mắt thì long lanh, và dường như chị cũng đang kiềm nén cái cảm xúc của mình. Thực sự Khánh Diễm rất là xúc động, bởi vì Khánh Diễm nghĩ đơn giản như thế này, có nghĩa là với một người lành lặn được hưởng những cái sự thoải mái trong cơ thể mình thì sẽ có cái chủ động san sẻ nhiều hơn. Nhưng với chị cũng là một người khuyết tật nhưng lại chị lại mạnh dạn, trước tiên là bản thân mình vượt qua cái nỗi mặc cảm, và sau đó thì cùng dìu dắt các anh chị, các người khuyết tật cùng nói chung là hòa nhập với xã hội, và có thể nói là ngẩng cao đầu để mà tự hào về cuộc sống của mình. Cảm ơn những chia sẻ của chị ạ. Còn chị Ngoan ạ, xin mời chị chia sẻ ạ. Với bản thân mình thì là chủ nhiệm câu lạc bộ thiền luyện những trái tim ấm, thì cũng với mình thì cái truyền lửa đầu tiên của mình là sự sống chân thật. Mình sống rất là thật với mọi người. Mình lấy tình yêu thương gần gũi tất cả với anh em trong câu lạc bộ. Sau đó mình sẽ phát huy những cái điểm mạnh của câu lạc bộ mình. Anh em sống tích cực, chân thành, và đặc biệt là mang niềm tin đến với tất cả quý tất cả anh chị em mọi người, rồi là đặc biệt là quý mạnh thường quân. Thì khi mà mình tạo được cái chữ tín, tạo được cái tình thương, đã lấy được tình thương của mọi người, thì cái vấn đề là thiện nguyện với lại mình cũng không còn xa lắm, thì nó vẫn cứ thực hiện được đều đều. Ăn thua ở mình là mình phải sống làm sao mà xích lại gần nhau. Mình càng xích lại gần nhau bao nhiêu, mình càng biết chia sẻ, mình càng biết yêu thương bao nhiêu, thì
cái niềm hạnh phúc nó đến với mình bấy nhiêu. Đó là cái điều mà mình muốn nói. Và mình cảm thấy đến hiện tại bây giờ thì mình cảm thấy rất hạnh phúc khi mình được là một trong những thành viên của câu lạc bộ Những Trái Tim Ấm, là một trong những thành viên của gia đình thiện nguyện Bình Phước. Vâng, xin cảm ơn chia sẻ của chị Hương, chị Ngoan ạ. Chắc chắn thì Thạc sĩ Vũ Thị Lan Anh cũng đã lắng nghe từ phần chia sẻ của các nhân vật được trợ giúp, được vực dậy niềm tin, đã nhận xét về chị Hương cũng như là chị Ngoan. Ngay lúc này thì chắc chắn Thạc sĩ cũng có những suy nghĩ cũng như là quan điểm. Thì theo Thạc sĩ thì ý nghĩa của hạnh phúc đối với chị Hương, với chị Ngoan thì Thạc sĩ có cảm nhận như thế nào ạ? Kính thưa quý vị khán giả, chúng ta vừa lắng nghe cái sự chia sẻ của hai chị khách mời thì chúng ta thấy rằng là hạnh phúc nó có ý nghĩa rất là quan trọng trong cuộc sống của con người. Mỗi con người đều mong muốn mình có được hạnh phúc trong cuộc đời này, và mọi xã hội, mọi quốc gia đều vươn tới là làm sao cho mọi thành viên của quốc gia mình, mọi công dân của đất nước mình, mọi thành viên trong tổ chức của mình đều có hạnh phúc trong cái môi trường mà họ sống, làm việc và công tác. Thì hạnh phúc nó có một cái ý nghĩa cực kỳ quan trọng như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng hạnh phúc nó đem lại cho chúng ta niềm vui, sự hứng khởi, và đem lại cho chúng ta sự lan tỏa cho cái cộng đồng. Như hai chị đã nói đấy, ý nghĩa của hạnh phúc của các chị là không chỉ đem lại hạnh phúc cho cá nhân, đem lại hạnh phúc cho gia đình, mà muốn lan tỏa cái hạnh phúc của mình sang những người xung quanh mình, cho cộng đồng. Đó là sự chia sẻ, sự yêu thương, sự giúp đỡ. Vâng, như vậy qua chia sẻ của Thạc sĩ Vũ Thị Lan Anh thì chúng ta thấy hạnh phúc không phải là trừu tượng lắm đâu, mà đôi khi còn có những cái chi tiết rất là cụ thể, rất là khoa học, như là phần lý giải vừa rồi. Thế nhưng mà chúng ta thấy rằng ở mỗi thời khắc, ở mỗi thời điểm thì con người có những xúc cảm khác nhau. Đôi khi thì có rất là nhiều người cứ loay hoay đi tìm hạnh phúc, rồi lại hay đặt ra câu hỏi là làm thế nào để hạnh phúc và bằng cách nào để tôi có được hạnh phúc, và nếu mà trong hạnh phúc đơn giản như thế thì tại sao tôi lại không có. Khi mà những người còn đang loay hoay như vậy thì không biết là chia sẻ của ba vị khách mời dành cho những trường hợp này như thế nào ạ. Xin mời ý kiến của chị Ngoan ạ. Thì theo mình á, nó cũng không có gì đơn giản đâu, mà chúng ta hãy chấp nhận với những cái mà mình có. Mình vui, hài lòng. Mình hài lòng với hiện tại của mình, mình hài lòng với những gì mình có. Giống như chị Hương nói là câu lạc bộ chị Hương là những người yếu thế, thì bây giờ chúng ta cũng là hài lòng với tạo hóa đã cho mình như vậy rồi. Mình hài lòng và mình sẽ từ cái vấn đề mình sẽ phát triển lên hơn nữa, mình cố gắng lên hơn, sẽ sống tích cực hơn nữa. Thì đó là sự chấp nhận ở hiện tại. Chấp nhận coi là mình sống, mình đang ở đâu, và mình khả năng mình tới đâu, và mình làm được những gì trong cái khả năng của mình. Đó là cái mà mình thấy đó là cái cơ sở lớn nhất của hạnh phúc là như thế. Còn bây giờ ví dụ mình còn đang nhỏ bé đây, mình cứ mơ tưởng những cái mà cao xa quá mình làm được, thì mình dẫn đến mình buồn. Buồn thì nó dẫn đến là nó không phải là hạnh phúc rồi. Thì bây giờ mình cứ góp nhặt từ cái nhỏ, như người thầy nói là hãy làm những điều nhỏ bé bằng một cái niềm tích cực lớn. Và những đó thì tự nhiên cái điều gom góp từ những cái tích cực nhỏ nó trở thành một cái hạnh phúc lớn. Còn quan điểm của chị Hương ạ? Quan điểm của tôi thì cũng đơn giản thôi. Thì nói như chị Ngoan vừa nói xong, thì bản thân tôi thì cái hạnh phúc thì nó bao la, bao lên rộng lớn lắm, nhưng mình phải tự hài lòng với những gì mình đang làm. Và cái điều đó mình làm có ích cho xã hội là mình đã hạnh phúc. Còn những người mà mong muốn quá lớn so với lại bản thân mình đặt ra mục tiêu quá lớn, mình không đạt được thì tất nhiên mình sẽ không thành công và mình cảm thấy mình không hạnh phúc. Nên là từ chỗ đó mà tôi nghĩ rằng chúng ta nên bằng lòng những cái gì hiện tại mình đang có, và mình làm những cái gì mà mình làm được, và làm những điều tốt đẹp cho những người thân của mình và những người xung quanh, và mình truyền cảm hứng cho những người mà mình cảm giác thấy là họ yếu thế, mình phải nâng đỡ họ để họ tự tin vươn lên cuộc sống. Đó là niềm hạnh phúc của mình. Còn ý kiến của thạc sĩ ạ?
chúng ta vừa nghe chia sẻ của hai chị. Hai chị đang rất rạng ngời hạnh phúc bởi vì hai chị đã cảm nhận được cái hạnh phúc của mình bằng chính cái sự trân trọng những gì mình đang có. Mình cảm thấy hài lòng với những gì mà mình Thượng Đế ban cho chúng ta, kể cả trên cơ thể chúng ta nó chưa đầy đủ, chưa hoàn thiện như mọi người, nhưng mà chúng ta vẫn trân trọng nó, vẫn yêu thương nó. Và từ cái trân trọng bản thân, yêu thương những gì xảy ra xung quanh mình, đó là cái niềm hạnh phúc của cá nhân. Rồi ngoài ra thì chúng ta thấy rằng là để chúng ta sống hạnh phúc thì chúng ta không quá đặt nặng những cái lời chỉ trích, những cái lời đánh giá tiêu cực của những người xung quanh về mình. Và mình phải nhìn nhận mình ở cái góc độ tích cực, như mình cảm nhận được rằng là mình đã làm được rất là nhiều điều tốt cho bản thân, cho những người xung quanh, cho gia đình. Rồi chúng ta cũng không quá là đặt ra những yêu cầu quá cao so với khả năng của bản thân. Ví dụ như là chúng ta học lực trung bình thôi, mà chúng ta lại đặt ra cái là chúng ta phải học giỏi. Mà khi chúng ta không đạt được nó, chúng ta cảm thấy thất vọng, và cảm thấy thất vọng, cảm thấy bất hạnh. Hoặc là nếu như chúng ta cứ đeo đuổi những cái nhu cầu vật chất nó cao siêu ấy. Ví dụ như là cuộc sống của chúng ta thì chúng ta thấy là có người thì cứ lúc nào cũng nghĩ rằng là mình phải thành đạt trong cuộc sống này, mình trở thành một cái ông nọ bà kia trong xã hội này, mình trở thành người giàu có này, vân vân. Mà cái khả năng của mình thì mình nó cách xa quá với cái khả năng của mình. Thì khi đó thì mình cảm thấy mình bất hạnh, mình cảm thấy là sau cuộc đời mình đau khổ như thế, tại sao hạnh phúc ở đâu mà mình đi tìm hoài không ra. Thực ra hạnh phúc nó ở ngay xung quanh chúng ta. Và như hai chị đã từng nói đấy, là chị cảm thấy rằng là chị hài lòng với những cái gì mình đang có, và mình luôn luôn cho đi những cái mà mình có thể giúp được những người xung quanh trong khả năng của mình. Đó là hạnh phúc. Thì hạnh phúc rất là nó đơn giản, và chúng ta có thể cầm nắm được nó, có thể vun đắp được nó, có thể phát triển được nó, mà không phải đi tìm kiếm cả đời như những người mà họ phải cả đời tìm kiếm. Họ lúc nào họ cảm thấy đau khổ, lúc nào họ cũng cảm thấy rằng là họ không được đối xử công bằng, họ không được đạt được những cái điều mà họ mong muốn, bởi vì những cái điều đó nó quá xa so với lại cái khả năng hiện tại của họ. Và nếu có một cái câu trả lời ngắn gọn cho câu hỏi chủ đề của chương trình của chúng ta ngày hôm nay là làm thế nào để hạnh phúc, thì ba vị khách mời sẽ có đáp án như thế nào ạ? Theo mình á, hạnh phúc là được nở nụ cười trong tất cả những công việc của mình mỗi ngày. Đó là hạnh phúc. Chị Hương? Còn bản thân tôi thì hạnh phúc là khi mình thức dậy thấy mọi người xung quanh đều vui vẻ. Và hạnh phúc là cùng các bạn cũng như đồng nghiệp của mình xung quanh, và những người cùng hoàn cảnh như mình lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. Đó là hạnh phúc. Còn đối với mình thì hạnh phúc thực ra nó rất là giản dị. Mình được giảng dạy trong cái chuyên môn mà mình đã được đào tạo và công tác đến nay là 29 năm. Và một cái niềm hạnh phúc nữa là mình muốn được dùng những cái tri thức mà mình đã lĩnh hội được trong cuộc sống để giúp ích cho những người xung quanh. Còn đối với Khánh Diễm ngay lúc này thì thưa quý vị, hạnh phúc là được làm công việc mình yêu thích, và đặc biệt là được trò chuyện với các vị khách mời phải nói là có một nguồn năng lượng sống rất là tích cực ạ. Thưa quý vị, xuyên suốt buổi nói chuyện hôm nay thì chúng ta đã nói rất là nhiều điều về hạnh phúc, từ cách hiểu nôm na là hạnh phúc đến với chúng ta như thế nào và làm cách nào để chúng ta có được hạnh phúc. Hạnh phúc sẽ mất đi ý nghĩa thật sự nếu như mà bạn cứ mãi chờ đợi nó sẽ đến với mình, như là chính nhạc sĩ Nguyễn Đông Thức đã từng viết. Hạnh phúc như ngọc trong đá, không đến với ai, chỉ hời hợt đi qua. Hạnh phúc như một bông hoa, không có ai, không cần cù tìm lấy. Và đến đây thì
tọa đàm của chúng ta với chủ đề Hạnh phúc là gì xin được phép khép lại. Cảm ơn ba vị khách mời đã cùng tham gia trao đổi trò chuyện với chương trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong kỳ phát sóng tiếp theo.